Chặt thứ 8, Đức Chúa Giêsu đội vòng gai. Từ tâm thì ngầm, Đức Chúa Giêsu đội vòng gai. Khi ấy, quan Phi-la-tô nay nước rửa tay trước mặt dân chúng mà nói rằng: Tao can về máu người công chính này. Toàn dân đáp lại rằng: Hãy để máu nô đồ trên đầu chúng tôi, cùng trên con cháu chúng tôi. Lúc bây giờ, linh tòng chân điều Đức Chúa Giêsu vào trong tiền đường, nốt áo ngài ta, khoác cho ngài một áo tròn đỏ, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người, trao vào tay ngài một cây sợi, quỳ trước mặt ngài mà nhào báng rằng: Tâu vua Do Thái, chúng khạc nhổ vào ngài, lấy cây sậy đập trên đầu ngài, nuốt áo choàng đỏ ra, rồi mặc áo cũ lại chầu ngài. Khi ngâm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng, đoạn ta hãy nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã vì chúng con và vì người ta lăng nhục, mang vào thân tôi ngộ và cực hình. Xin cho chúng con không thèm thùng vì Chúa, nhưng biết vững lòng trong cậy Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha đã xa, nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho kính mừng